nhằm tiếp nhận kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân về lĩnh vực vận tải và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, Quốc tế Lao động 1 tháng 5, cao điểm du lịch hè năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải thông báo số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và trật tự an toàn giao thông. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng Sở Giao thông Vận tải 02778558899. Tiếp nhận thông tin về quản lý hoạt động vận tải 0989671585, ông Huỳnh Minh Dũng, trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Tiếp nhận thông tin về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 0913713318, ông Nguyễn Minh Chí, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp nhận thông tin về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 0908470939, ông Nguyễn Thanh Hoàng, chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Tiếp nhận thông tin phản ánh về tai nạn giao thông 0918055995, ông Nguyễn Phước Thiện, chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh,